mình vừa đi farm, đi ngoài cái farm và cánh đồng bí ngô vào, bây giờ cái khu này là cái khu farm shop, cái khu hàng về nông sản trái cây, nó đã lắm các bạn, nhìn thấy nó rất là đã. Bây giờ mình cho các bạn xem. Cái này là khoai tây đúng không? Nó rất là nhiều loại khoai tây. Khoai lang, khoai lang, rất là nhiều củ khoai, các cái sản phẩm này. Dầu này, chiết xuất ra này, dầu, dầu này các bạn ơi, rất là nhiều loại dầu. Cái cọng này nó bự quá, lại cọng hành này nó bự quá các bạn. Cà rốt, cà rốt bé, bé nhỏ, dưa leo, rất là nhiều thứ. Sao? Cái hoa gì mà cái rau này. Giống tóc quá ha, đẹp quá ha, giống tóc quá con ha, đó là giống tóc vậy luôn. Củ cải đường này, củ cải đường đó thấy lạ không? Rất lạ. Quay xí chà. Lemongrass. Cà chua, nhiều loại cà chua chưa các bạn ơi? Cà chua nè, cà chua nhỏ nè, cà chua màu hồng nè, giữa hồng giữa đỏ nè, trộn rất là nhiều loại nè. Cái này chai nước chấm, nước tương, ớt. Người ta làm đã quá. Cái này là củ cải bự quá. Cái này là rau um tùm. Cái này là củ hành lá nè, đẹp chưa. Ớt này. Mình đi chung với Bambi để cho các bạn thấy ha. Nhiều loại rau. White cabbage. Yep. What is it? And red cabbage. I say white cabbage. White cabbage. White. That's white. That one. They're in the wrong place. White cabbage. And that one is same, but red cabbage. Red cabbage. Purple. Pink. Pink. This is pink. Purple, yeah. And when you cook it goes blue. And what was the sweet corn for soup? Ở này ở Việt Nam chúng ta có nhiều nè, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái này là một dạng củ cải khác nữa, nhiều loại, rất là nhiều loại. Nhiều loại quá, rất là phong phú. Mình nghĩ các bà đi chợ mà vào đây thì thôi, thích lắm, đúng không các bạn? Thích, rất thích. Nhiều loại rau thơm, nhiều loại rau thơm quá. Nhiều loại rau thơm này các bạn ơi, nhiều loại rau thơm quá. Không thấy rau quế nha. Yes, green pepper. Yellow pepper. Yes. Red pepper. Orange. Orange pepper. And red pepper. And there's a long sweet pepper. Long sweet pepper. Uncle, look at cucumber. Yes. Cucumber. Yeah. A little baby cucumber. Cái cua xanh này là khu thịt. Thịt chưa? Quá nhiều loại thịt ngon quá. Cái này delicious. Quá nhiều loại thịt. Many. Yes. Quá nhiều sản phẩm. Cái này là farm shop. Cái khu farm shop. Cái này có bún nữa hả các bạn? Bún thái, hàng Thái qua được đây. Hàng Thái. Cái này là của hàng Thái. Hàng Thái Lan qua đây. Kia này, con đi con. Cái này là nước.
rất là nhiều loại, trông hấp dẫn quá, nhiều loại trông hấp dẫn quá. Chú à, mẹ mua đi. Cái này là bánh à, cái loại bánh, một loại bánh. Anh còn ở đằng kia nè, ổng đi sau giờ đó đó. Rồi phong phú quá, nhiều người mua hàng quá, rất là nhiều người mua hàng, quá phong phú. Bánh mì, bánh mì đi con, đi với ba. À, các loại khô, nhiều loại khô, nhiều loại khô, nhiều loại khô. Bánh mì, khô bánh mì, rất là nhiều khô bánh mì. Đây là khô bánh mì, khô bánh mì. Có nhiều bánh mì. Con muốn ăn gì? Cam, cam, cái này là bỏ vào trên máy xay, xay ra nước cam này đó. Cam này, cái này là cái máy xay cam này. Hay chưa? Ồ, cái này là bơ này, pha mát này. Rất là nhiều loại này. Quá nhiều loại luôn. Rất là thích luôn. Đây là nước trái cây. Quá nhiều loại. Ồ, bánh mì ngon quá, quá là ngon. Wow. Có nhiều loại. Cái này là hàng ngâm chua này. Các bạn ơi, cái trái olive này ngâm chua này. Đây là hàng ngâm chua này các bạn. Chua này. Các loại đồ chua này. Wow. Nhiều loại đồ chua chưa? Cái này là những sản phẩm đồ chua. Và cái khu này các bạn nghe đồ chua cũng thích luôn. Nó là một sản phẩm đồ chua. Cheese. Toàn là đồ chua. Khu này là khu đồ chua. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ đi ra ngoài để cho các bạn thấy. Mình đi ra ngoài luôn để cho các bạn thấy. Cái này là cái hình ảnh về nông trại của ông Thompson rồi. Đây là hình ảnh của người sáng lập này. Cái nông trại này nó có rất là lâu rồi, các bạn thấy chưa? Đó. Có rất là lâu rồi. À, từ năm 1871. Ở đây là các bạn thấy hình cái con voi bằng bằng gỗ. Bông hoa rất là đẹp. Cái này gọi là cái farm shop, tức là ngoài cái cánh đồng. Đây là đúng rồi. Nó gồm có nhà hàng, cái khu mà hồi nãy mình đi ở cánh đồng ngô á, cái khu nó rất là rộng lớn, xe cộ rất là nhiều. Mọi người ở đây các bạn thấy 100% là xe hơi, không có những cái khung cảnh ở đây rất là đẹp, và ngày hôm nay rất là tuyệt vời để chúng ta quay được cái cảnh ánh nắng đẹp trời này. Và có mang ăn trong nhà hàng và những cái bí ngô này, các bạn thấy nó bự không, có những trái nó bự rất là đủ bí, nó bự quá luôn, bự không sao tưởng được.
rất mượt. Cái giá này, giá tiền của nó rất là mượt. Cái này là củ hành. Wow. Cái bàn hành, hành rất là bự. À, nhiều loại hành, bự lắm các bạn. Cái này là ở một cái khu farm chip, hành rất là bự, bông hoa rất là đẹp. Vâng. À, và mình sẽ truyền hình trực tiếp, à, mình sẽ quay cho các bạn. À, đây này, à, khác rất là nhiều hình này để mọi người chơi Halloween nhé. Mình chơi Halloween nhé. Rồi mình sẽ quay cho các bạn những cái đoạn ra sau. Bây giờ là không đóng cửa này, cái màn cửa bắt đầu kéo lại nè. Đây là cái cảnh không gian bên ngoài. Và tạm biệt tất cả các bạn nhé. Bye bye các bạn.